À, bây giờ trước tiên thì khi mà chúng ta new một trang mới xong á, chúng ta phải kiểm tra cái đơn vị cho nó nữa. Windows Modern 4. Như vậy là decimal 2 mm. Rồi xong rồi đóng lại là được. Rồi. Ví dụ như là chúng ta cứ vẽ như sau. Chúng ta cứ có một diện tích ở nhà, diện tích khoảng tiền ha, khoảng là cỡ 4 mét rưỡi đi. 4 mét là được rồi. 4 mét. Mặt tiền 4 mét. Sau vô là sau vô tầm là 10 15 mét ha. 20 mét đi. Này là 4 mét. À, đây là cái nhà phố ha, cái thứ diện tích như vậy. Cũng đừng cái dài quá, nói chung là ngắn ngắn thôi, nhìn nó hợp lý xíu, như vậy cho khoảng 15 mét. 15 mét ha. Rồi cái này là 4 mét. Đó đây. Rồi. Xem đi, đây là cái nền 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 đất ha, nền đất à. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành mình đẩy lên. Đẩy lên thì bức lượng là khoảng là 200 thì còn 600 đi. 600. Còn 600 lên. Rồi, ước lượng thì lên cỡ là 600. 600 thì mỗi bậc cầu thang là một bậc tam cấp, như vậy là xuống 200 ha. Ước lượng nó xem. Cỡ 200, còn cái này ra là tầm 200. Rồi, sau đó thì cái chỗ này thì chúng ta ước lượng là ra này khoảng rồi cái này chúng ta ra khoảng là 250 ha, 250 rồi xuống đây tầm 200, lên đây tầm 250, xuống đây tầm 200, ra đây tầm 250, xuống đây tầm 200, thì nó sẽ nối với cái này ha. Rồi sau đó ta cũng push pull đẩy cái này qua bên đây. Là cái bậc tam cấp ở dưới nhà đó à, như vậy. Rồi sau đó thì cái chỗ này nè, chúng ta làm thêm cho nó, ví dụ như cái chỗ này mình sẽ bo tròn thêm cái này cho nó đẹp nè. Thì ở đây chúng ta sẽ vẽ thêm một cái cung tròn và 2 điểm à, thì, khoảng 10 ly thôi, từ đây xuống khoảng 10 ly. Sẽ có cái điểm 20 dưới đây nè. 20 thì chúng ta vẽ cái cung qua 2 point X. Một điểm ở đây, một điểm ở đây. Rồi mình đưa ra ngoài nha. Cỡ half circle. Đó, cỡ như đây. Rồi chúng ta cũng copy xuống dưới cho nó nhanh. Copy cái cung này nè. Copy tiếp cái này xuống đây à, rồi mình sẽ push and pull mình đẩy sang bên kia. À, chúng ta double click ấy, là nó tự động nó nhảy sang bên kia luôn rồi, nên mình không cần tới cái giới hạn cuối cùng. Double click là tự động nó chạy một à, sẽ
không tới ta, thì ta phải tự kéo, không tới thì tự kéo, kéo qua đây, đụng vô cái điểm này, à, rồi bên đây cũng vậy, mày tưởng nó tới luôn lèo chứ, à, mày tự kích. Đó, như vậy ha. Đó. Hãy bật tấm cắt như này. Rồi, thì cái này chúng ta có thể ốp lên cho nó cái đá hoa cương chẳng hạn, thì mình có vật liệu nào. Chúng ta dùng cái material. Đá là stone ha, đá hoa cương này, chúng ta ốp lên đây. Bề mặt của nó nè. Chỗ này thì chúng ta vẫn ốp gạch cũng là gạch gạch men á, gạch bông á, nhưng mà nó cái một cái tấm lớn hay là cắt một miếng miếng ra như vậy được rồi, chỉ phần trên này thôi. Rồi, rồi sau đó thì ở phần trong này thì chúng ta sẽ làm lên một cái tầng. Bây giờ cái này chúng ta hạ vô một tí đi, thêm cho nó cái cạnh này nè, chúng ta sẽ copy vô khoảng là 200 đi, 200. Đó, thì tại đây này chúng ta sẽ bút sình vuông đẩy lên. Đó, làm cái tầng thứ nhất. Đó, thì chiều cao của nó thì chúng ta có thể cho nó là tầm 3 mét, 3 mét 3 chẳng hạn. 3 3, cái này là được rồi, 3 mét rưỡi cũng được, nó hơi cao. 3 mét rưỡi thì nó hơi cao. Đó, tầm 3 mét 3 là đẹp rồi. Đó. 3 mét 3. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đổ một tấm ở đây nữa nè, tầm cỡ là 200 mà tầm là 300. Rồi mình sẽ bút sình vuông ra làm cái lan can phía trước này, thì cũng ước lượng là tổng tầm mét 2, mét 2 cỡ như này. Rồi sau đó mình làm thêm tấm nữa trên đây nữa, cũng 3 mét 3 nữa. Vậy là làm như vậy. Rồi thì ở dưới đây nè, chúng ta có thể trang trí lên cho nó. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ làm cho nó cái cửa đi và cửa đi cửa chính á, và mình sẽ ốp ốp cái gạch trang trí ở đây, thì mình sẽ mượn cái cạnh này nè, mình sẽ copy vô. Ước lượng thì cũng tầm khoảng là 600, 600 mét luôn đi. Mét nhiều quá. Cái này thì đã 700. 700 rồi, bên này cũng vô là 700. 700, 700. Rồi ở trên xuống cũng là 700. Như đây. Thì phần bên này nè, chúng ta sẽ ốp, mình sẽ ốp cho nó cái đá hoa cương dày cũng khoảng là 20 ly, 20 ly ha, 20 ly, 20 ly hoặc là 25 ly gì đó, 25 ly. Rồi cái này cũng là 25 ly, ốp đá hoa cương như nó này cũng là 25 ly. Đó thì nó có cái bậc ở đây nè, nha, 25 ly. Đó. Thì cái này đá hoa cương bên này á, thì chúng ta sẽ trang trí thêm một cái bậc ở đây. Mượn cái cạnh này mình sẽ copy lên. Đây một cái. Rồi copy này xuống cỡ 100. Cỡ 100. Thứ hai. Rồi copy tiếp hai cái này.
xuống lượng đâu đó khoảng như đây này, rồi khoảng như đây. Thì khi chúng ta vẽ xong rồi, lấy cái này này, mình chọn hết bên trái này, chọn hết, chuột phải, chọn công cụ là cái máy này thì quên cài cái plugin này, quên cài cái plugin Mirror này, mình copy thôi. Copy thì copy cái tử này qua, copy này qua, đó, thì bên đây cũng có như vậy. Rồi, như cái này chúng ta sẽ push and pull, đẩy nó vô bên trong, sụp vô bên trong, sụp vô bên trong một chút, để trang trí thôi, cái này trang trí cho đẹp. Bên này chưa có đẩy ra. Này bên này đẩy ra nhưng mà chưa có ấy vào đây. Như vậy mình sẽ copy cái cạnh này vô. Ly thì cái này sụp vô lại 25 đi. Sụp vô lại 25. Xong rồi kéo ra. 25. Ok. Đó để có cái bậc này dễ làm hơn. Rồi sau đó mới copy hai cái này sau. Copy cái này ha, copy cái này. Copy hai hai cạnh này, hai cạnh trong ngoài thôi. Hai cạnh vừa rồi thôi. Rồi chúng ta sẽ copy sang bên kia. Đó như vậy, để ra bên này. Rồi sau đó ta push and pull nó, đẩy nó vô này. Đẩy nó vô cái lượng này thôi. Nó đụng vô cái máy 25 ly cái này là được. Đó, nó như vậy mới đúng nè, đây. Đó, như vậy ha. Rồi sau đó thì chúng ta ướp cái lớp hoa cương cho nó, ví dụ hoa cương này là cùng màu với nó luôn. Thì lên cái này này. Còn cái đá màu này thì ta thêm ướp vào trong này. Để nó khác màu chút xíu. Đó, ví dụ vậy. Ha, ví dụ vậy. Rồi, thì trong cái này chúng ta mới làm cho nó cái cửa kính. À, cửa kính bên trong này thì chúng ta lại tiếp tục copy ra tiếp cái cạnh bên trong nè, copy vô mà người ta ước lượng ví dụ tính thì từ đây vô đây khoảng là 600 đi, 600 thì có cái điểm 600 ở đây chúng ta vẽ lên, vẽ lên 600 thì nó đụng với cái điểm ở trong này 600. Đó. Bữa nay tương tự như vậy cũng đi từ đây vô 600. Nó có cái điểm 600 chỗ này nè. Đó, 600. Đó, nối lên. Đó. Số trăm thì hơi nhiều hơn cho khoảng 500 rồi. Bớt lại. Rồi cạnh này là lưu lại chút xíu, lưu lại trăm, cái cạnh này lưu lại chút xíu, lại trăm, có 500 thôi. Rồi ok, thì trên này xuống cũng là 500 nè, mở cái cạnh này xuống nè. À, là 500. Chúng ta coi thứ còn lại bao nhiêu. Chúng ta đo thử từ đây xuống 2m1 cũng được rồi, 21 22 là cũng được, ok rồi. Rồi thì chúng ta chia đôi này ra. Không, kế tiếp thì chúng ta sẽ copy cái cạnh này này. Copy cạnh này đi vô bên trong. Có là 50 ly. Rồi cái này với lại
V trong là 50 ly. Rồi cái này copy lên trên, xuống dưới chữ lên trên đi là 50. Rồi sau đó chúng ta sẽ đẩy nó ra, chút xíu, cỡ 50, cỡ 50, làm cái khung, nhôm á, 50, 50, 25 gì đó, nói chung là bằng bên này. Ở đây chúng ta kẻ một cái đường từ dưới lên làm trung điểm của nó. Rồi sau đó chúng ta dùng cái vật liệu là ví dụ như là bằng gương kính, lấy cái glass mirror này gắn ra đây. Đó, làm xung quanh người kính hết đó, vào trong nhà sau đó có thể chọn cái metal là kim loại á, có thể dùng cái metal silver này gắn cho mấy cái này mặt này để nó bớt trắng lại kim loại. Cái này giống như là khung nhôm á, khung nhôm làm cái khung chính, xung quanh này là kính cố định, chỉ ở giữa là kính cửa mở thôi. À, cửa mở thôi. Đó thì chúng ta sẽ có được cái bức tiện nó như vậy. Đó là phần tầng trệt thôi. Ở đây nếu mà kỹ nữa chúng ta làm cái đèn chùm một, một cái đèn trước nhà làm đây nữa. Nhưng mà thì cái này á, ví dụ chúng ta muốn cái tay vịn ở đây á, thì chúng ta vô cái thư viện chúng ta lấy. Thì chúng ta có thể vô Windows nè, chúng ta bấm vô cái 3D Warehouse á, Windows chọn 3D Warehouse, bấm vào đây, nó kêu sign in thì mình cứ sign in. Thì sign in, thầy sign in rồi mà. Windows là PD Warehouse. Nên là chủ phải Manage Tray, Default Tray, Component lấy rồi. Component là cái này, mở cái Component ra. Đó, mở cái Component nè. Cái Component nó nằm bên phải này cũng được nè. Chúng ta search bây giờ có từ khóa thì bây giờ chúng ta phải search cái từ khóa ví dụ như là tay tay nắm cửa ha. Sẽ gõ cái chữ tay nắm cửa ở đây nè, thì mình gõ thì dịch bằng Google dịch ra donut để xem ha, thì nó ra cái tay nắm cửa nè. Thì cái kết quả nó sẽ hiển thị ở đây nè, sau đó mình có thể bấm next để coi kết quả khác. Mà cái này đâu phải đâu, cái cửa này cửa gỗ ha, cửa gỗ mà nhìn cửa kính thì nó phải ra cái dạng khác. Bấm cái này thử, nó phải sign in. Sao máy này không cho sign in? By the way.
Ok, thôi chúng ta cứ làm cho thầy tới đây trước đi. Nói chung là chúng ta làm cho thầy cái mặt tiền, làm cái tầng trệt trước như vậy trước đã, rồi tính tiếp ha. Rồi ok, xem như thầy lưu phim lại, xem như là